Những buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức về quốc phòng an ninh cho chức sắc chức việc, nhà tu hành, các tôn giáo như thế này thường xuyên được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức, giúp các vị chức sắc chức việc, nhà tu hành, các tôn giáo có thêm kiến thức về quốc phòng an ninh và pháp luật để vận dụng vào công việc khi thực hành tín ngưỡng, đồng thời giúp các tôn giáo thêm hiểu nhau và chính quyền cùng cơ quan quân sự địa phương thêm hiểu những tâm tư, nguyện vọng của đồng bào có đạo. Mỗi chức sắc chức việc các tôn giáo cũng nhận thức rõ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh là nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu một bộ phận tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nên đều chủ động và chỉ đạo các tăng ni Phật tử tham gia đầy đủ, nghiêm túc. Thông qua cái buổi học đó thì tăng ni Phật tử trong huyện chúng tôi cũng nắm được về cái chủ trương chính sách về an ninh quốc phòng của nhà nước phổ biến, thì thông qua đó chúng tôi cũng phổ biến cho tới tất cả các tăng ni Phật tử trong những cái buổi lễ về tiết giảng, nắm được tình hình chung của chủ trương của nhà nước. Trong năm 2021, tuy tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, nhưng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng và người đứng đầu các tôn giáo trên địa bàn tổ chức 5 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho 408 chức sắc chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo thuộc các cơ sở thờ tự, các tôn giáo trên địa bàn tham gia. Các lớp học được tổ chức dưới nhiều hình thức linh hoạt, cả trực tiếp và trực tuyến, với những nội dung thiết thực như văn bản pháp luật về quốc phòng an ninh, tình hình biển đảo Việt Nam, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, định hướng phát triển kinh tế xã hội, chính sách dân tộc tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Vì trên địa bàn của huyện Gia Lâm là với đặc thù nó có khoảng 90 ngôi chùa và một số đền thờ, nhà thờ của các cái tôn giáo khác, nên là lực lượng chức sắc chức việc tôn giáo ở địa bàn huyện Gia Lâm là cũng rất là một lực lượng đông đảo, nên là để về cái công tác nhận thức cho các chức sắc chức việc tôn giáo nắm vững cái quan điểm, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh, để từ đó các chức sắc chức việc tôn giáo cũng tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, các Phật tử để chấp hành nghiêm đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Từ những nội dung được tiếp thu, truyền tải, trao đổi trong các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đã giúp các vị chức sắc chức việc, người đứng đầu các cơ sở tôn giáo có thêm kiến thức pháp luật để vận dụng vào các hoạt động tín ngưỡng đúng với phương châm tốt đời đẹp đạo, đồng thời qua đó cũng giúp cộng đồng tín hữu hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ công dân, nhất là thực hiện tốt các quy định về lễ hội, xây dựng, sửa chữa nơi thờ tự, tham gia bảo vệ các công trình quốc phòng an ninh, thực hiện nghĩa vụ quân sự, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Qua mỗi đợt thì mỗi cá nhân thì đều nâng cao được gì? Những cái chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, rồi những nội dung về chiến tranh nhân dân để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt thì mỗi cá nhân thì nắm được là cái đặc điểm tình hình kinh tế xã hội của thế giới cũng như hiện tại. Trên cơ sở đó thì xác định được cái nhiệm vụ quốc phòng an ninh của mình, thực hiện tốt cái chức trách nhiệm vụ trong cái thời điểm này, đặc biệt là tập trung vào đấu tranh chống các cái nội dung của thế lực phản động như là diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ để phá hoại nhà nước. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo phải bắt đầu bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Và việc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn quan tâm làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo trên địa bàn chính là một trong những việc làm quan trọng và đạt hiệu quả cao.